Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay có cái video này, thứ nhất là muốn kể chuyện cho mọi người nghe về cái sự tình là sơ suất sáng nay của Di. Khi mà Di đi ra đường mà mình không có bôi kem chống nắng nè, mình không có che chắn làn da của mình bằng cách mặc áo khoác hay mặc áo dài tay, mà mình đi mặc áo 2 giây như thế này. Rồi sau một ngày dài mà mình đi làm về thì mình thấy là cái da của mình đã bị tổn thương quá nặng nề. Bây giờ có thể mọi người nhìn cho băng Di nha. Mọi người thấy cái làn da mặt của Băng Di với lại làn da tay nè, nó giống như là thuộc về hai cái làn da của hai người khác nhau vậy đó. Tại vì sáng nay á, là Di còn đội nón, Di còn đeo mắt kính, Di còn đeo khẩu trang, nhưng mà cái làn da body của Di là Di không có che gì hết. Bây giờ nó là hai màu da luôn. Nhưng mà không sao cả, cũng vì cái chuyện này mà mình có một cái cơ hội để mà mình test và mình chứng minh cho mọi người về hiệu quả của một sản phẩm đến từ thương hiệu Skin AEC mà Di rất là tâm đắc. Đây là trọn bộ sản phẩm đến từ thương hiệu Skin AEC mà Di sử dụng để mà chăm sóc cái làn da body của mình. Lý do vì sao mà phải trưng ra như vậy? Bởi vì một sản phẩm tốt như vậy thì không thể nào mà mình giấu một mình và mình sử dụng một mình để mình đẹp một mình được. Mình đẹp là mình muốn tất cả mọi người cùng đẹp với mình luôn. Và đẹp như thế nào thì mọi người hãy cùng theo dõi video này nha. Đầu tiên là Di rất là thích sản phẩm ủ tắm kích trắng than hoạt tính của thương hiệu Skin AEC. Lý do vì sao Di thích sản phẩm này thì bây giờ Di sẽ sử dụng luôn ở trên cái làn da tay của mình, test luôn trên cái làn da tay của mình để cho mọi người thấy được cái hiệu quả của nó nha. Về cái cách sử dụng thì nó khá là đơn giản thôi mọi người, bởi vì đây là dạng kem mà, cho nên là mình chỉ cần lấy một cái lượng kem vừa đủ và sau đó mình sử dụng lên những cái làn da body mà mình muốn làm trắng lên cái làn da ở những cái vùng đó. Đầu tiên thì chúng ta chỉ cần để lên da như thế này và massage. Massage rất là nhẹ nhàng. Để mà cái than hoạt tính là cái thành phần chính ở trong kem ủ trắng này, nó sẽ bắt đầu phát huy tác dụng trên làn da của mình. Khi mà các bạn sử dụng thì các bạn sẽ thấy là có cái cảm giác là có những cái hạt nhỏ li ti thì những cái hạt này nó có công dụng là gì? Đây là những cái hạt với những cái thành phần hữu cơ, với những cái thành phần đến từ thiên nhiên và những cái thành phần này, những cái nguyên liệu này được hoàn toàn nhập khẩu từ Hàn Quốc và với những cái công nghệ tiên tiến nhất đã được để vào bên trong tuýp kem này. Và khi mà các bạn sử dụng thì những cái hạt nhỏ li ti này nó sẽ len lỏi vào bên trong cái lỗ chân lông của mình. Nó sẽ len lỏi vào và nó lấy đi những cái tế bào chết. Cái thứ nhất, cái thứ hai là khi mà cái da body của mình á, ngày này qua tháng khác á, cái làn da chết ở trên da rất là nhiều. Nếu như các bạn không tẩy da chết thì cái làn da của mình nó sẽ bị sần sùi, nó bị dày lên đó mọi người, và nó bị sần sùi và nó không có mịn, và đặc biệt nó làm sạm, nó làm tối màu da body của mình, nhìn rất là xấu xí. Và ở trong đây á, là cái thành phần chính của nó là than hoạt tính nữa. Thì các bạn cũng biết là than hoạt tính là cái thành phần nó đến từ thiên nhiên và nó đã được rất là nhiều những cái nhà khoa học người ta chứng minh đây là một cái thành phần rất là tốt cho làn da trong cái việc mà chăm sóc sắc đẹp, cũng giống như là chăm sóc cho những cái vùng da mà chưa có được đẹp của mình. Và khi mà các bạn massage thì các bạn cứ massage nhẹ nhàng như thế này. Đối với những bạn nào mà có một cái làn da ngâm lâu năm thì các bạn cũng đừng lo, bởi vì nhiều người nói là da tôi ngâm vậy á, cho nên là không có cách nào mà trắng nổi đâu. Nếu mà không có cách nào trắng nổi thì hãy về đội của Skin AEC là trắng lên thấy rõ luôn. Chỉ trong một lần đầu tiên sử dụng là trắng lên thấy rõ. Còn ngày trước á, khi mà Di xài á, thì Di phát hiện ra thêm một cái công dụng rất là tuyệt vời nữa. Đó chính là Di bị mụn lưng rất là nhiều do cái khí hậu Việt Nam nó nóng, và khí hậu Việt Nam á, nhiều khi mình mặc đồ mà đi ngoài đường nó nóng, nó ẩm, cái mồ hôi mình ra nó làm cho mình bị mụn lưng. Và khi mà Di sử dụng sản phẩm ủ tắm kích trắng than hoạt tính của Skin AEC thì Di cảm thấy là những cái vết mụn lưng của Di á, từ từ nó cũng lặn dần và từ từ nó cũng biến mất, và bây giờ sau lưng của Di thì nó đã mịn màng lên rất rất là nhiều rồi. Cho nên là các bạn có thể thấy là cái hiệu quả cũng giống như là những cái công dụng của sản phẩm ủ tắm kích trắng than hoạt tính này nó nhiều như thế nào. Và khi mà mình massage thì mình cứ massage như vậy trong vòng 20 phút. Ở đây thì Di chỉ xin phép mọi người massage trong vòng 5 phút thôi. Và bây giờ Di sẽ tẩy đi cái lớp kem này để mọi người thấy được cái hiệu quả. Nhưng mà mọi người tin Di nha, trong vòng 5 phút, nhưng mà không có nghĩa là nhìn nó không trắng đâu. 5 phút thôi mà mọi người đã thấy rồi thì chắc chắn là trong vòng 20 phút đúng với lại cái quá trình sử dụng kem thì nó sẽ còn trắng nhiều hơn nữa. Di xin phép là Di dùng khăn cho nó nhanh.
Đây, mọi người thấy nha. Wow, mới 5 phút thôi đó nha cả nhà. Mới 5 phút thôi. Ở đây còn dính một tí kem để gì lau cho sạch. Ok. Mới 5 phút thôi mà cái làn da của Di nó đã được cải thiện, nó rất là rõ rệt rồi. Mọi người có thể thấy hoàn toàn cái sự khác biệt. Đây là hai cái vùng da mà Di chưa có sử dụng kem lên, và đây là vùng da mình đã sử dụng kem. Bây giờ mình so sánh luôn, mình so sánh luôn với cánh tay bên đây. Mọi người có thể thấy ha, một cánh tay thì nó rất là nâu, nó rất là sạm màu, sờ vào thì nó rất là sần sùi. Còn cánh tay này thì sờ vào rất là mịn. Nó có một cái mùi thơm cũng rất là dễ chịu, nhưng mà cái mùi thơm này nó không có phải là mùi thơm nồng như những cái sản phẩm khác, bởi vì cái thành phần chính ở đây là than hoạt tính, cho nên cái mùi thơm á nó rất là tự nhiên, nó rất là nhẹ nhàng thoang thoảng thôi. Vậy cá nhân Di thì Di thích mấy cái sản phẩm như vậy, bởi vì nó càng thơm á thì nó sẽ càng bỏ nhiều hóa chất vào, thì Di thì không có chơi với hóa chất. Đây là sản phẩm ủ tắm kích trắng than hoạt tính của Skin EC. Mọi người có thể thấy được cái hiệu quả nó rất là rõ rệt ở trên cái làn da của Di ha. Nhưng mà đã nói về cái việc mà ủ tắm kích trắng nè, tẩy tế bào chết rồi, điều trị mụn lưng trên body rồi, và nếu như mà mình đi ra ngoài đường thì mình phải làm gì nữa mọi người? Chắc chắn là mình đi ra ngoài đường mình vẫn phải có một cái bước kem dưỡng để mà chống nắng, để mà cung cấp những cái dưỡng chất cho làn da của mình. Thì đây chính là chai kem dưỡng trắng da chống nắng của Skin AEC. Và trong đây là cái chỉ số chống nắng của cái chai này, đó chính là 50 cộng, là một cái chỉ số rất là an toàn. Và khi mà các bạn ra đường thì các bạn không sợ tia cực tím nó ảnh hưởng tới làn da của mình. Trước khi mà các bạn đi ra ngoài á, thì các bạn chỉ cần lấy một ít kem như thế này ha, và sau đó thì các bạn bôi lên làn da của mình trước khi ra ngoài từ 20 tới 30 phút giúp Di nha, để làn da của mình nó kịp thẩm thấu cái lớp kem chống nắng, cái lớp kem dưỡng này, và nó sẽ có một cái lớp màng bảo vệ, một cái lớp khóa bảo vệ cho làn da của mình. Khi mà mình đi ra ngoài đường thì mình sẽ không bị ăn nắng nữa. Và tất nhiên mình đã có kem ban ngày thì mình phải có kem ban đêm. Đây là kem dưỡng trắng da ban đêm của Skin AEC. Khi các bạn ngủ thì đó là cái thời gian mà cái làn da của mình, toàn bộ cơ thể của mình nó sẽ được tái tạo, nó sẽ được hồi sinh một lần nữa. Cái giấc ngủ, và trong cái giấc ngủ đó, nếu các bạn sử dụng thêm kem dưỡng trắng da ban đêm thì nó sẽ cung cấp những cái dưỡng chất, cung cấp collagen và cung cấp những cái vitamin cần thiết để cho da của mình. Và sau một đêm dài mình thức dậy và mình thấy làn da của mình nó giống như một được tái sinh một lần nữa, và nó đẹp, và nó nhìn nó rất là mịn, nó rất là nhìn nó rất là thích, chứ không thể nào diễn tả bằng lời được, mà các bạn phải cảm nhận bằng chính bản thân mình. Mình hãy mua về mình trải nghiệm. Và trong cái khoảng thời gian này, nếu như các bạn mua trọn bộ 3 sản phẩm với giá là 1.470.000, đây là một cái giá rất là ưu đãi, chỉ dành riêng cho nếu bạn mua trọn bộ 3 sản phẩm thôi. Bởi vì nếu như bạn mua tách từng sản phẩm ra, đó là 490.000, 490.000, 490.000, 3 sản phẩm đều đồng giá 490.000, nhưng mà nếu mà tách ra thì mình mua sẽ bất lợi hơn là mình gộp lại, mình mua trọn bộ như thế này. Vừa tiết kiệm được chi phí mà mình mua được cái hiệu quả, mình mua được cái công dụng tốt nhất của cả 3 sản phẩm này nữa. Và trong cái khoảng thời gian này, tất cả các bạn nếu mua trọn bộ sản phẩm, các bạn sẽ được tặng thêm một sản phẩm kem dưỡng trắng da dành cho mặt của Skin AEC luôn. Và sản phẩm này nếu như mua lẻ nó là 390.000. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là ưu đãi, mà đặc biệt là hiệu quả của sản phẩm này rất là tốt. Cho nên là Băng Di quay cái video này để hy vọng là tất cả các bạn nào quan tâm tới làn da của mình, muốn làn da của mình đẹp hơn, trắng hơn mỗi ngày, thì các bạn có thể tìm được một sản phẩm thích hợp, phù hợp chi phí, phù hợp túi tiền, mà đặc biệt đạt được hiệu quả rất là cao. Và đặc biệt nữa, trong thời gian này ai mua là free ship nha. Nên các bạn, nếu như bạn nào muốn mua sản phẩm thì hãy comment tên và số điện thoại ở trong chính cái video này, thì sẽ có nhân viên của Skin AEC liên hệ để tư vấn, cũng giống như là giúp cho tất cả các bạn có được một làn da như ý, giúp cho tất cả các bạn mua được một sản phẩm chính hãng nha. Băng Di chúc cho tất cả mọi người luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn có một làn da thật là tuyệt vời. Chào tạm biệt.